Thì ok, hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì mình là Y2Sick đây các bạn ạ. Và ở cái video ngày hôm nay thì bọn mình sẽ lại tiếp tục thủ ở phía bên trên cái đầu của cái con robot này nha các bạn. Cái gì kia, mày chết. Trước tiên thì mình với lại Khứa Roi sẽ phải kiếm súng khử thằng này trước, để ngăn chặn cái tình trạng sinh sôi nảy nở của nó các bạn ạ. Nó là một trong những cái mầm mống nguy hiểm. Ê, Roi, nó ngoài. Đốc rồi Roi ơi, cứu tao Roi, lẹ. Kịp rồi, kịp không? Kìa giật bóng lên không chạy? Kìa không chạy? Ui giời ui, may thế. Một tí nữa thì mình bị bỏ lại dưới đất luôn rồi các bạn ạ. Thì trận này có thêm sự góp mặt của một người nữa, đó chính là anh Đức Mõm TV nha các bạn. Anh Đức sẽ giúp bọn mình gom súng và gom đạn vào một chỗ. Sau đó thì mình với lại Khứa Roi sẽ xuống húp gập gập bên em ạ. Được của nó đấy. Như kiểu là hai cái thằng không làm mà vẫn có ăn đấy các anh em. Đúng rồi, chết máu cho ta đi người hầu. Trời trời anh em coi tướng Roi chết máu cho mình kìa anh em ơi. Nhìn hai với cả Ly luôn đấy. Hình như là anh Đức đang vứt đồ ở bên dưới thì phải. Nhưng mà bây giờ mình phải chờ cái con Santino này hồi phục lại á, thì mình mới có thể sử dụng kỹ năng để xuống phía dưới đồ này các bạn ạ. Trời trời, bên này có người này. Đây rồi. Núp làm cái gì nữa bạn ơi, lú ra đi. Từ nãy đến giờ đây rồi, chạy đâu nha. Xa quá anh em ơi, mất tầm bắn rồi. Mà thôi kể đi anh em ơi, đằng nào thì tôi cũng chưa có đủ đồ các bạn ạ. Để xuống đây lút đồ cái đó. Coi này. Thấy cái bóng một biết ngay mà. Nó thấy cái bóng của mình giật xuống dưới là nó tưởng là mình đi xuống dưới rồi đấy các bạn ạ. Hơi nọt. Cú lừa đấy. Ui. Trời ơi, cảm ơn anh Đức nha, cảm ơn anh Đức rất là nhiều nha. Đột xị nó, anh Đức gom cái đống đồ cho mình luôn em ơi. Hai bình máu lớn luôn rồi, 100+ viên đạn xuống trường này dư sức chơi bọn này rồi anh em ạ. Tôi với đàn Khứa Roi nãy giờ hai thằng đứng đây đợi địch chạy ngang qua muốn mòn gái luôn em ạ. Nên là các bạn đừng có tiếc gì một like nha. Kéo xuống dưới đi, kéo xuống dưới nhấn cho Y xin một nút like và một nút đăng ký kênh em ơi, gổ luôn. Anh Đức ăn xôi rồi anh em ơi. Các bạn đã thấy được cái sự cực khổ của thủ nóc chưa? Cái cây MB mắc lòi đó, cái cây X-M8 của Y nãy giờ nó đóng bằng nhện rồi anh em ạ. Đột xị nó mà vẫn chưa có ai chạy qua đây để cho mình bắn hết. Thôi kệ đi, bây giờ mình ở xuống đây đá xu để cứu lại người anh của mình các bạn ạ. Anh Đức anh chết queo rồi anh em ơi. Đây rồi, 400 xu rồi. Thằng Roi, trời ơi. Tí thì két của nó được anh em ơi. Đồng đội, che lại không cho thằng Roi thấy. Rồi luôn. Mẹ, mình đang tính âm mưu là để cho thằng đồng đội của nó cứu dậy rồi mình hấp hai mạng luôn các bạn ạ. Bây giờ mình đang có 400 xu này. Nhưng mà không sao, trận này hên là mình vẫn mang theo cái cửa hàng cá nhân các bạn ạ. Vậy là bây giờ mình chỉ cần xin thằng Roi thêm. Trời ơi, vậy mà cũng thiếu 100 xu nữa anh em ơi. Đột xị cay thế nhở. Không sao. Đây rồi, mình chỉ cần ăn thêm một mạng thôi anh em ơi. Mình chỉ cần ăn thêm một mạng nữa thôi là mình đã có được 100 xu rồi, là đủ cuốn nước rồi anh em ơi. Bởi vì cái máy bán hàng cá nhân đó cũng cần 800 xu là anh em ơi. Cuốn đỏ luôn, chạy đâu mà chạy. Lũ ra đi bạn ơi, lũ ra đi. Trời ơi, bên nó 3 thằng là anh em ơi. Ha khiếp, hai thằng nó đang cứu nhau ở cái quả bấm keo, với lại một thằng đang ngồi bên trong cái trạm vật phẩm nữa kìa. Nào, lũ ra đây, nào, lũ ra đây, xong rồi, mày xong rồi, trời ơi. Cái thằng đó nó keo nhanh quá anh em ơi, cắn lén là mày, trời gì vậy quái. Mẹ, phun vàng luôn em ơi, tôi bắn cái gì vậy anh em, nào lũ ra đây, lũ ra đây, trời ơi, vàng khè luôn em ơi. Thôi chết bỏ quá, bên này vẫn còn người này. Đâu rồi, ô, bà ngơ, đang chơi game thì bị mẹ gúc về điện wifi. Bọn nó bắt đầu ngửi thấy mỡ rồi anh em ơi. Đây, ui dồi, làm gì đây bạn ơi. Thủ câu à, kìa, vẫn còn một thanh niên vừa áp dù kìa anh em ơi. Miếng mỡ béo bở của anh ơi, rồi, mất tầm rồi anh em ơi. Tha cho thằng đó một mạng đi anh em ạ. Đằng nào nó cũng quay lại, lụt sạc rồi, trời. Cú tao, trời ơi anh em nhìn thằng Roi kìa anh em ơi. Nó những cái quả keo nó cứu tôi mà như kiểu là nó bị slow motion á anh em ạ. Nó bị tu chậm á anh em. Tụt xí nó cầm cái quả keo rồi, nó phải ke xuống máy nó mới đặt được các bạn ạ. May là cái thằng nó không có tầm để gạt mình đấy. Ôi rồi, tới rồi anh em ơi, tới công chuyện rồi anh em ơi. Bọn nó bắt đầu bu trong địch thúi rồi anh em ơi. Anh em nhìn cái thanh máu của thằng Roi kìa anh em. Nó bắn Roi mới lủng quần luôn anh em ơi, nhưng mà không sao. Càng đông càng tốt, anh càng thích. Đến đây đi. Đấy. Mình vừa mới để ý có một cái UAV của thằng nào kìa. Đúng rồi anh em ơi, đây rồi. Làm cái gì đấy bạn yêu ơi. Đứng đấy, đợi mình xuống. À đây. Ui, siêu nhân săn à. Ô, anh siêu nhân săn ơi. Ôi, rồi. Adu. Thằng này nó cũng xài phân thân chi thuật luôn em ạ. Nó tốc biến đâu rồi ta. Có khả năng cao là tốc biến là sau cái nhà đó rồi anh em ạ. Tại vì mình vừa mới thấy nó núp ở bên cái nhà nó chạy qua mà. Để mình leo lên cao xem cho nó dễ anh em ơi. Đây, cái tài của con robot này leo được này. Ốc gì kia. À, vẫn chưa đi à? Vẫn chưa đi. Ủa, xít chết luôn em ơi. Đúng rồi, Roi ơi. Hay quá.
đúng là một người bạn thiện lành. Mình gần chết rồi, nó mới chết máu. Cũng may là cái phạm... Trời ơi, có gì bỏ qua tao, Roi ơi, cứu tao lẹ Roi ơi. Roi, cứu tao, Roi ơi. Trời ơi anh em ơi. Cái tốc độ đặt keo của khứa Roi không khác gì cái tốc độ của một con rùa đang di chuyển đấy các bạn ạ. Tí thì mình bốc hơi rồi. Thì kìa, ở bên trong con mực có con người kìa. Đây, cái đầu kìa anh em ơi, cái đầu nó kìa, thấy không anh em? Không sao, mình vẫn còn Santino. Tao xuống chơi khô máu luôn nè. Mày ra đây. Hình như là nấp sau bức cửa cái cánh cửa này. Đâu rồi? À đây. Ui giời ơi. Thanh niên thấy mình giật nảy lên cả một chảo vụt vụt anh em ạ. Bạn hãy ra tín hiệu SOS đi để cho đồng đội bạn đến cứu nhá. Nhưng mà đã quá muộn rồi. Giờ trừ khi bạn hồi sinh. À đây. Ui giời ơi, thơm. Ngon lành cành đào luôn em ơi, mà hết đạn rồi. Mẹ, thôi xong rồi, không biết có gạt được không cơ. Đừng có ai gạt của tao nha. Anh Đức ơi. Trời ơi, anh Đức đi đâu mà xa dữ vậy? Lại đây chu cấp cho hai thằng em của anh Đức đi. Nghèo khổ rồi, cuối tháng rồi, hết ngân lượng rồi. Roi ơi, mày còn đạn hay cái gì không Roi? Trời ơi, không uy tín rồi anh em. Xít chết luôn em ơi. Mẹ, thằng khứa Roi nó còn có 9 viên đạn nữa anh em. Nó còn ít đạn hơn cả mình nữa cơ. Bây giờ anh Đức không kịp chi viện cho mình rồi anh em ơi. Phải tự mình cứu lấy mình thôi. Mình phải tự lấy cái số tiền ít ỏi này ra để bươn chải trong khi anh Đức đang đi làm xa và mang ngân lượng về đây cho mình các bạn. Gọi hết hy vọng rồi anh em ơi. Thôi, niềm hy vọng cuối cùng của mình đã dập tắt rồi anh em ạ. Ui, anh em nhìn trên cái UAV kìa anh em ơi. Mẹ, nó nhiều kiến anh em ạ. Trời ơi, nó đông dã man luôn kìa. Ở trên trời không có ai rồi. Vậy là bọn này nó dưới đất rồi anh em ơi. Đây, rồi đi xuống rồi. Rồi chắc đang đi xuống kiếm cơm cho mình. Xong rồi. Kết thúc rồi anh em ơi. Vậy là bây giờ mình phải tự lực gánh sinh rồi. Ôi trời ơi. Mẹ con này mày xài rất thống khổ à. Trời ơi. Đây rồi, chạy cái gì nó chạy. Trời ơi là trời. Sao mà nó trâu như vậy. Mày xong với tao rồi. Quả này mày xong phim với tao rồi, tao đố mày chết hết luôn này. Quả này mày xong với tao rồi nhỏ kia. Thì ok, hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì mình là Waito Six đây các bạn ạ. Thì cũng hơi lâu rồi. Cũng nói chung thì cũng không lâu lắm. Mình chưa có làm video thủ nóc cho anh em coi. Thì ngày hôm nay video đầu tiên mình sẽ làm về thủ trên đầu của con robot này nha anh em. Ủa nay thấy kêu mày số 7 mà ta sao giờ nó về số 0 rồi. Ủa trời ơi. Đáng ra càng ăn nó phải càng tăng chứ sao càng ăn nó càng giảm vậy ta. Đâu có phải đâu mà. Mày biết gì. Game này cái map này không phải là cái map bình thường. Mà cái map này á, càng ăn kêu thì nó càng giảm. Khi mà ăn được 7 kêu rồi á, thì nó sẽ tự reset về số 0. À thì ra là như vậy. Chính xác rồi đó. Yes sir, chắc chắn là như vậy rồi. Ủa chứ không phải là mày vừa đã sẵn hả? Biết rồi còn nói ra tôi lại mày đấy. Amazon Egg của mình hiện tại thì đang sell Egg và sell KC cực kỳ là rẻ đó nha anh em. Và có những con Egg nó xịn sò nhưng mà nó hơi cao một xíu. Nên là các bạn có thể tham khảo dưới phần kim của bình luận nha các bạn. Các bạn có đang thắc mắc là tại sao trận trước con Đức mõm mà trận này lại không có không? Trận này anh Đức bị người yêu bắt đi ngủ rồi anh em ạ. Trời, anh em nhìn khứa Roi kìa anh em. Coi nó có bố đời không chứ. Nó ngồi lên trên quả keo để nó dòm địch luôn em ạ. Ok. Đây rồi. Một con rưỡi. Ngon lành cành đào luôn em ơi. Ui ôi. Hai thằng. Mày shit chết anh em ơi. Mày quá. Ui gì đen đen nó kìa. Ui dồi ôi. Ba thằng luôn em ơi. Anh em nhìn mà nó loi nhoi kìa. Ngon rồi. Trên này mới có quả chấm nhiệt tuyệt vời anh em ạ. Căn bản là vì mà đứng trên cao thì nó đã có lợi thế sẵn rồi. Mà còn cộng lên quả nhắm nhiệt nữa thì bọn này khỏi bao giờ thoát được. Thoát thế nào mà được bạn ơi. Thoát thế nào được trời ơi. Trời ơi. Tưởng thế là thoát được à. Ta suy ra hả. Ngon lành cành đào anh em ơi. Một cháu. Để bây giờ mình xuống gạt thằng này cái đã. Xem coi. Có thằng nào cộng lên cứu đâu ơi. Kìa. Đồng đội bạn gào thiết cứu kìa. Có ai ra cứu không đây. Khả năng cao là cái thằng bên trên được cứu rồi các bạn ạ. Bởi vì bên trên có đồng đội đó cơ. Rồi, hết cứu rồi anh em ơi. Hết cứu rồi. Thằng đồng đội của nó bỏ chạy 80 km rồi, cứu gì nữa. Rồi, tự lực cánh sinh đi người anh em ơi. May ra bây giờ bạn có đủ chết ấy, thì còn sống được chứ. Nằm đấy mà chịu chết. Nào. Đâu rồi, mặt bắt đầu rồi. Ui giời ơi, nằm nguyên đống rồi anh em ơi. Cứu gì nữa mà cứu. Khả năng cao là thằng đồng đội của nó chạy qua đây để cứu xu nè. Mình chắc chắn luôn đấy. Đúng rồi. Nó ngay bên hàng kìa. Ở dưới chân mình có người sao anh em ơi. Chứ trên trời đâu có ai đâu. Đúng rồi. Rồi, xuống xử đi Roi ơi. À, thằng Roi xuống húp thằng bên dưới rồi anh em ạ. Nhưng không sao, trận này mình quá giàu rồi anh em ơi. Nên là mình chả sợ bố con thằng nào hết. Nào, ui chết.
Ui giời ơi trời ơi. Rồi ơi, lẹ rồi ơi, nó gạt tao mày ơi, nó gạt tao đúng rồi. Trời ơi nó gạt mình rồi anh em ơi. Mẹ cày thế nhờ. Thằng Roi nó chậm chạp quá anh em ơi. Mộ của mình xanh cỏ luôn rồi, nó mới chịu giật cái bóng nó lên để húp lại những cái tinh túy cuối cùng trong cái hòm xác của mình anh em ạ. Đúng là một người bạn tốt, cốt ai nấy hốt. Được cứu rồi anh em ơi, được cứu rồi, may quá. Cái trụ mình đứng nó vô trong bo luôn này. Tuyệt cả là vời anh em ơi. Ác quỷ Free Fire trở lại rồi. Mẹ, bây giờ mình phải giật cái bóng xuống đây để lút đồ anh em ạ. Ngon rồi anh em ơi. Đang vô gia cư tự dưng cái bó cuối này nó còn thu về ngay cái phòng thí nghiệm này đấy chứ. Có đồ không, có đồ không, có đồ không? Rồi, thằng này cũng vừa mới xuống rồi anh em ơi. Nó cũng nghèo y chang mình luôn. Mình mong là cái kết cuộc của mình nó không giống như thằng đó anh em ạ. Đây rồi, còn 200 xu nè. Không biết có làm cái gì không đây. Ui giời, mua được đúng cái bình máu miễn phí với lại hai bạn đã xuống trường. Ok, vậy cũng được không sao. Miễn là có đạn là ok rồi anh em ạ. Còn đỡ hơn lên trên này bó cuối mà còn không có nổ một viên đạn nữa cơ. Là khỏi làm ăn cái gì luôn đấy. Bây giờ việc của mình là chỉ cần ngồi đây đợi những con mồi béo bở chạy bo vô là mình hấp thôi anh em ạ. Trời ơi trời, thằng Roi bây giờ nó vẫn phải đang bắn nhau vật vã ngoài đó kìa anh em ơi. Để mình xem qua xung quanh này có thằng nào đang trốn chui trốn lủi ngoài này không ơi. Mình hấp nó luôn anh em ạ. Thôi, mình nhìn cái màu này là không có ai rồi. Khả năng cao là bọn nó bây giờ vẫn đang ở chỗ thằng Roi các bạn ạ, chưa chạy bo gì đâu. Mình đứng đây đợi một xíu thôi là bọn nó cũng dòng vô bo à. Căn bản là vì bây giờ bo nó cũng thu ở đây à anh em ạ. Nên là mình cũng chả phải đâu hết, cứ đứng đây đợi mồi vô thôi anh em ơi. Ok gì kìa. À đây rồi, đây rồi. Một con mồi béo bở đây rồi anh em ơi. Mày xong với tao rồi, đợi tao xíu. Mình giật cái bóng này xuống chơi khô máu luôn anh em ơi. Nào 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 nào, những quả keo đây cho nó bắn bể bóng mình mới không tiếp không giật lên được các bạn ạ. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây đây rồi. Ui 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 trời. May quá. May là cái quả đấy mình có cái con Sanino đấy các bạn ạ. Nếu không thì chắc mình cũng ăn xôi rồi. Rồi luôn. Mình chưa lên bàn thờ ăn xôi thì thằng Joy đã lên bàn thờ ăn xôi rồi các bạn ạ. Mẹ giờ xua đâu mà cứu ở đây. Có 100 xu à. Hên hên cái thằng kia còn xua anh em ơi. Bây giờ chỉ mong chờ vào cái thằng kia còn xua thôi. Cái thằng đó mà còn khoảng 500 xu mới cứu được anh em ạ. Chứ bây giờ 600 xu mới cứu được. Mẹ càng thế nhờ, càng cỏ thế nhờ. Giờ sao ta. Chắc đánh liều quá anh em ơi. Thôi thôi thôi, đánh liều xuống cứu người bạn mình luôn anh em ạ. Đồng đội là trên hết. Thằng Roi nó đã trải qua bao nhiêu hiểm nguy để cứu lấy cái mạng của mình. Nên là bây giờ mình cũng đánh liều một phát một xuống cứu luôn. Mẹ, mình chỉ sợ bên trong cái mấy hàng cứu này nè có nguyên một tem thôi. Tại vì nó vừa mới cứu này xong nè. Ôi, rồi rồi rồi, thằng Roi được cứu rồi anh em ơi. Ngon lành rồi, 600 xu luôn. Mẹ, thơm phức anh em ơi, vừa tròn 600 xu để cứu luôn chứ. Rồi rồi, xuống đây chơi với tao Roi ơi. Đây rồi, cứu được thằng Roi rồi anh em ơi. Mình dịch về chắc ăn. Mất công hồi nó không giật về nữa là toang luôn. Ui dồi, cái gì đây, cái gì đây. Đấy, mình nói rồi mà. Ui, tuyệt cả là vời anh em ơi. Bó cuối nằm ở đây luôn này. Rồi, ngon luôn. Vậy là bây giờ mình chỉ cần đứng ở đây xả đạn xuống thôi. Cái gì kia bắn cái gì. Ôi, trời. Mẹ, một tí nữa thì mình săn cỏ rồi anh em ơi. Bây giờ mình phải đứng đây ke mấy cái thằng đó bên dưới mới được. Ngon rồi, ngon rồi. May sao cái dòng bo này nó thu nó còn chừa lại một chút xíu để cho mình đứng các bạn ạ. Ở trên bản đồ bây giờ hiện tại vẫn còn 6 người. Và phía trước mặt của mình hiện tại thì đang có 3 người các bạn ạ. 3 người. Đấy đấy, một thằng đang đẩy keo vô kìa. Vậy là một thằng đứng sau keo tím nè. Bây giờ mình sẽ bắn cái thằng keo tím trước. Rồi. Lượm rồi anh em ơi. Gạt. Trời ơi. Sao mấy đạn nồi gạt lẹ. Trời ơi, cay thế nhờ. Nó cứu của tôi luôn rồi anh em ơi. Đục keo. Rồi luôn. Hai đứa chắc tay nhau vô nhà kho ngồi thủ ngồi anh em ơi. À đây. Sau keo trắng còn một đứa kẹt ngoài bon ạ. Ui. Mẹ thế mà thằng Joy cũng hấp gọi anh em ơi. Không sao. Miễn là trận này top 1 cũng được anh em ạ. Không sao hết. Có tí kill mà anh em với nhau thì có tí kill chia sẻ với nhau đâu có gì đâu anh em. Miễn là trận này top 1 là được. Bây giờ ngoài bo vẫn còn một đứa đang lon to chạy vô kìa. Chạy là mà chạy được. Nào. Con này xong chắc rồi anh em ơi. Chạy đâu. Không sao. Bên này vẫn còn người. Bên này vẫn còn người anh em ơi. Ui. Bên này vẫn còn cả hai người này. Rồi. Ngon rồi anh em ơi. Bây giờ mình sẽ công luôn. Nào, lúa đây. Lúa ra đây. Đừng có trốn chui trốn lủi sau cái gõ ông keo nữa. Bảo ông lên thôi. Mình về. Trời, anh em coi vậy anh em ơi. Mình vừa mới về thì nó đẩy keo lên các bạn ạ. Mày xong rồi, quả này mày xong chắc với tao rồi. Hello. Nãy giờ tao giết hụt mày 3 lần rồi. Lần này là mày phải chết. Rồi. Trên bản đồ còn 2 thằng thôi anh em ơi. Má trận này không top 1 nó xóa game anh em ạ. Đây rồi.
top 1 là đây chứ đâu. Top 1 đây rồi anh em ơi, còn một thằng chạy đâu nữa. Joy làm gì Joy ơi? Đừng Joy ơi, đừng Joy ơi. Bình tĩnh đi người anh em ơi. Top 1 luôn em ơi. Quá tuyệt vời. Trời ơi là trời. Cái quả bo cuối nó còn độ tui với thằng Joy luôn em ơi. Và cái video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi các bạn ạ. Nếu các bạn nào cảm thấy yêu thích video này thì đừng quên để lại cho Joy xin một like và một lượt đăng ký kênh nhá. Bye bye.